Đường tình của các Phượng đổ vỡ sau 12 năm chung sống vì không hợp. Các Phượng xác nhận tan vỡ với Kiều Minh Tuấn sau 12 năm bên nhau. Chuyện tình của các Phượng Kiều Minh Tuấn nhận được sự quan tâm của khán giả nhiều năm qua. Anh kém cô 18 tuổi nhưng cả hai vẫn gắn bó mặn nồng hơn chục năm. Gần đây khá nhiều nghi ngờ cho thấy cả hai tan vỡ, nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng. Mới đây nhất, các Phượng đã có cuộc gặp gỡ truyền thông để một lần duy nhất xác nhận rằng cả hai đã chia tay từ một năm trước. Các Phượng hẹn hò Kiều Minh Tuấn từ năm 2009, nhưng phải cho đến năm 2017, hai người mới chính thức thừa nhận trước truyền thông và công chúng. Thời điểm đó, mối tình chênh lệch 18 tuổi của hai nghệ sĩ vấp phải không ít lời ra tiếng vào. Bất chấp dị nghị, Kiều, Cát bên nhau hơn thập kỷ chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng dọn về chung một nhà, chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Các Phượng từng chia sẻ, dù kém tuổi hơn nhưng tình trẻ rất chững chạc. Kiều Minh Tuấn còn hết lòng yêu thương con trai riêng của cô. Chính vì thế, các Phượng vô cùng hạnh phúc, yên tâm trao gửi cuộc đời mình cho Kiều Minh Tuấn. Trong thời gian yêu đương, chuyện tình của hai người từng vấp phải trắc trở. Đó là thời điểm Kiều Minh Tuấn đóng cặp cùng với An Nguy trong Chú ơi đừng lấy mẹ con. Lúc đó Kiều Minh Tuấn xác nhận rung động trước bàn diễn. Những tưởng cặp sao toang, nhưng sau đó cả hai vẫn như hình với bóng khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Cả hai đồng hành không chỉ trong cuộc sống mà còn ủng hộ nhau trong công việc. Các Phượng gác lại sự nghiệp, làm hậu phương vững chắc cho tình trẻ phát triển. Cũng nhờ có các Phượng bên cạnh động viên, Kiều Minh Tuấn có động lực cố gắng. Nam diễn viên liên tục thành công với các dự án nghệ thuật, một bước thành sao nhờ vai diễn trong Em Chưa 18. Những tưởng sẽ đồng hành lâu dài, chuyện tình của Kiều, Cát cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Tuy nhiên sau 12 năm, cả hai xác nhận đường ai nấy đi khiến nhiều người tiếc nuối. Nhìn lại tình duyên của các Phượng, ai cũng thấy thương cho nữ diễn viên khi gặp quá nhiều lận đận. Đến nay, khi đã ngoài 50 tuổi, các Phượng vẫn chưa thể tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Bạn nghĩ sao về đường tình duyên của các Phượng? Chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé! Mới đầu câu chuyện, các Phượng xác nhận vào ngày 14 tháng 2 năm 2021, cả hai đã chấm dứt chuyện tình cảm và Kiều Minh Tuấn là người mở lời cho vấn đề chia tay. Ai cũng thắc mắc liệu phản ứng của nữ nghệ sĩ sẽ như thế nào khi bạn trai kết thúc mối tình 12 năm chỉ với lý do nghe có vẻ rất đơn giản. Cô bày tỏ, các Phượng cảm thấy bình thường khi Kiều Minh Tuấn nói dừng lại các câu hỏi lý do. Tuấn nói là do không hợp. Các nói là, ô, 12 năm mà nói tiếng không hợp, có vẻ mắc cười thôi. Ví dụ bạn bè thân nhau chơi không hợp, mình ráng cầm cự lắm, chỉ được 2-3 năm, đó là bạn bè. Tình yêu cho cố gắng lắm là 5 năm, còn đến 12 năm mà nói không hợp thì chị thấy không hợp nó hơi lạ lùng đó. Ngoài ra Kiều Minh Tuấn cũng không biết việc cô sẽ công khai cụ thể để khán giả không khỏi hoang mang. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, khi nói chuyện này ra thì các Phượng xin lỗi Kiều Minh Tuấn trước vì anh không biết vấn đề này. Không nói thì người ta hỏi, ủa sao chia tay? Ai cũng nghĩ theo mỗi cách khác nhau. Xin lỗi Kiều Minh Tuấn, các nói ra điều này. Liên quan đến hôm nay mới tuyên bố tan vỡ dù cả hai đã kết thúc từ một năm trước, cô cho biết, khó lòng lắm. Thời điểm 14 tháng 2 năm nay là các muốn lên tiếng một lần vì ai cũng muốn hỏi hết trơn. Định công bố thì dính dự án. Những nhà sản xuất người ta gọi điện cho Cát, ảnh hưởng đến dự án của họ. Khi mà chuyện này công bố ra còn ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung mình vì người ta, mình coi lại. Cát xin lỗi khán giả. Thật là mọi người nghĩ chiêu trò, nhưng Cát cũng chỉ vì những dự án mà không thể bày tỏ được câu chuyện. Cô nói thêm, đến thời điểm Cát nhập viện vì tiền đình đó, Kiều Minh Tuấn nhắn tin, anh vừa quay xong, anh đang chuẩn bị vào thăm em, ăn cái gì không anh mua lên. Thì Cát mới nhắn lại, anh đừng có lên, về đi không sao đâu. May nhờ cái tin đó chị mới chụp lại, nhờ báo chí đăng lên thì mới lắng xuống. 14 tháng 2 này cũng định chính thức nói thì vô tình em thu Trang điện thoại. Trang không biết chuyện Cát và Kiều Minh Tuấn chia tay. Đêm ra mắt phim, Cát không đến được vì nếu đến có Kiều Minh Tuấn, báo chí sẽ làm phiền ekip. Khi đó Cát nói hết sự thật cho Thu Trang. Trang có nói, thương em thì đừng công khai, mong mọi người hiểu chứ Cát chẳng muốn nói dối làm gì cả. Nữ nghệ sĩ bày tỏ mình không có quá nhiều tiếc nuối hay năn nỉ đối phương khi nghe đề nghị chia tay. Năn nỉ thì không phải năn nỉ, cái lỗi thì cũng là lỗi của mình. Mình cũng xin lỗi, anh nói không thì thôi. Một điều Cát nói như thế này,
Sinh ra không ai hợp với ai cả, kể cả cha mẹ, anh chị em trong nhà cũng không hợp nhau đâu. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình lấy cái không hợp để biến thành cái hợp thì sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ nói không hợp thì thôi chứ biết sao giờ. Đồng thời các Phượng nhận hết lỗi về mình trong cuộc tan vỡ này. Lỗi ở đây là thời gian đó các không lo lắng cho anh Kiều. Ăn uống không lo, quần áo đi quay không lo, gọi chung là mình bỏ bê. Và nó có nhiều cái xảy ra nữa. Khi anh Kiều dừng lại, các nghĩ là lỗi của mình phải nhận lỗi vậy thôi và không đổ lỗi cho ai. Gắn bó 12 năm nhưng cô chỉ mất 2 tháng để lấy lại cân bằng. Nữ nghệ sĩ cho biết, nếu nói không có buồn là dối, các hay ngồi một góc lắm. Các ngồi cạnh ánh đèn, kế bên có cái bóng, chơi với cái bóng của mình cũng vui. Tâm lý mình không biết có sao không. Các cũng không muốn đi đâu, nhốt mình trong nhà vậy đó. Các cũng hay ngồi trước gương hay nói chuyện với chính chị. Cho mình 2 tháng đã vượt qua, phải vượt qua. Các vật vả đau khổ trong vòng 2 tháng đó thôi. Qua ngày đầu tiên của tháng thứ 3 là các nhắn tin cho Kiều Minh Tuấn, vì khi đó chỉ còn là quản lý của anh. Cả hai rất bình thường, vui vẻ và chia tay văn minh. Các Phượng lên tiếng về sự việc để khán giả không phải hoang mang thắc mắc và mỗi người hiện cũng đã có cuộc sống riêng. Cô mong công chúng không ném đá cả hai và họ đã thực sự hết duyên. Hiện tại các Phượng cũng đã cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc với những gì mình có và tập trung cho công việc kinh doanh, phát triển các dự án nghệ thuật trong thời gian tới.